Xin chào các bạn, mình đang ở sân bay quốc tế Nội Bài. Hôm nay mình sẽ bắt một chuyến bay với hãng Pacific Airlines và mình sẽ tranh thủ khoảng thời gian đi xe buýt ra máy bay để ghi hình các máy bay đang đậu tại sân bay Nội Bài. Đầu tiên là một chiếc Boeing 737-800 của hãng China Southern Airlines, một chiếc Airbus A321 của hãng Vietjet Air đang kẹp giữa hai chiếc A321neo của Vietnam Airlines. Xe buýt của hãng Pacific xuất phát từ điểm cuối của sảnh E, nhà ga nội địa T1, và nó đang rẽ về hướng đông. Như vậy là nhiều khả năng máy bay của hãng Pacific sẽ đậu ở bãi đậu phía cuối của sân bay Nội Bài. Xe buýt sẽ diễu hành qua nhà ga T1, nhà ga hàng hóa và sân xưởng Vaeco. Chúng ta sẽ được quan sát một loạt máy bay. Trừ những người làm trong sân bay thì chúng ta chỉ có thể quan sát các máy bay ở khoảng cách gần và góc thấp như thế này khi đi xe buýt ra máy bay. Đây là một chiếc xe chuyên chở các suất ăn hàng không ra máy bay. Một chiếc Boeing 787 của hãng Bamboo đang đậu ở phía dưới nhà ga T1. Chiếc máy bay đang tải hàng hóa, nạp nhiên liệu để chuẩn bị cất cánh. Nhà ga nội địa của sân bay Nội Bài có hình dáng nếu nhìn từ trên xuống thì giống như một chiếc phi tiêu ba cạnh. Xe buýt đang đi qua nhà ga nội địa T1 và bắt đầu sang nhà ga hàng hóa của sân bay Nội Bài. Có thể thấy ở đằng xa là một chiếc Boeing 767 chở hàng của hãng FedEx đang đậu ở trước cửa nhà ga hàng hóa. Một chiếc Boeing 787 nữa của hãng Bamboo cũng đang đậu ở đây và đang đậu song song với chiếc 787 của Bamboo là một chiếc Airbus A350 của Vietnam Airlines. Có thể thấy một chiếc xe chở tàu bay vừa rời đi. Có lẽ chiếc A350 này vừa hạ cánh. Qua khỏi sân đỗ của nhà ga hàng hóa sẽ là khu vực đậu máy bay của hãng hàng không Hải Âu. Hãng này có cả máy bay phản lực kinh doanh. Đây là một chiếc Dassault Falcon 8X. Nhưng chủ yếu thì hãng này vận hành các chiếc thủy phi cơ loại Cessna C208BEX. Ở đây có 3 chiếc Cessna nhưng chỉ có 2 chiếc là thủy phi cơ. Bây giờ thì xe buýt đã sang khu vực sân xưởng Vaeco, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kỹ thuật máy bay. Đây là đơn vị bảo dưỡng máy bay chính ở Việt Nam. Có thể thấy rất nhiều máy bay của Vietnam Airlines nằm tại sân xưởng này. Một số thì bảo dưỡng, còn một số thì giữ trong tình trạng niêm cất. Như chiếc A350 này đã tháo một động cơ.
đếm sơ sơ cũng thấy 3 chiếc A350 đang nằm tại sân xưởng này. Một số chiếc Airbus A321 thì đã được sơn sang màu trắng, dán kỹ các cửa sổ. Có lẽ các chiếc máy bay này đang được giao bán. Đây là bãi đậu ở phía cuối sân bay Nội Bài. Có rất nhiều máy bay đang đậu tại đây để đón hoặc trả hành khách. Và đây chính là chiếc A320 của hãng Pacific Airlines mà mình sẽ đi hôm nay. Bây giờ thì xuống xe buýt và lên máy bay thôi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ ngắm máy bay đang đậu tại sân bay quốc tế Nội Bài từ đầu đến cuối sân bay khi chiếc máy bay của mình chạy đà để cất cánh. Chiếc máy bay đã rời khỏi mặt đường băng. Bây giờ chúng ta có thể ngắm nhà ga T1 từ trên cao. Và đây là nhà ga hàng hóa cùng bãi đậu của hãng hàng không Hải Âu. Bạn nào tinh mắt hãy đếm số máy bay đang đậu tại sân xưởng Vaeco nhé. Rất nhanh chóng, chiếc A320 của hãng Pacific đã chui vào một đám mây dày đặc, không còn có thể quan sát được mặt đất bên dưới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.